Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Converter. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày anh em mong chờ thì chúng ta đã có CPU AMD Ryzen 7000 series. Và cái mẫu CPU này anh em biết điểm gì đặc biệt không? Ngày xưa anh em sẽ không thể nào cầm một mẫu CPU AMD dễ dàng như thế này cả. Bây giờ anh em có thể cầm theo bất cứ một tư thế nào thì cái mẫu CPU AMD này cũng sẽ không bị lo lắng vấn đề bị hỏng. Bởi vì anh em vì sao không? Ở đằng sau đây thì socket PGA đã chuyển thành socket LGA, tức là toàn bộ những chân socket thay vì nằm trên CPU thì bây giờ đã được nằm ở trên main rồi, và chúng ta có thể cầm được cái này và mang đi trao đổi cực kỳ dễ dàng. Đây là sau này nhá, anh em biết phải làm gì rồi đấy. Thì với mẫu CPU mới của AMD thì về mặt cơ bản, lý do vì sao lại đổi chân socket chúng ta cũng cần phải đề cập tới. Thứ nhất là đấy, vấn đề trao đổi. Ngày xưa khi mà người dùng muốn trao đổi những mẫu CPU của AMD thì thường sẽ phải bảo quản khá là kỹ càng. Và cái thứ hai nữa là người ta sẽ phải đi theo kèm cả combo main luôn. Lúc đấy thì cũng hơi phiền một chút, bởi vì một số anh em kiểu tay nghề hơi non một chút thì khi mà cầm như vậy sẽ gây ra cái tình trạng gọi là cong chân socket. Và cái thứ hai nữa là với socket A4 ngày xưa thì mình đồng ý một điều là với cái vấn đề lắp đặt là dễ dàng, thế nhưng cái vấn đề tháo ra của AM4 đôi khi cũng gặp một chút trục trặc với một số những cái anh em mà tay nghề không quá cao, thì khi nhấc lên cũng sẽ nhấc theo cả cái CPU lên. Việc này thì vốn dĩ là sai kỹ thuật khi lắp đặt thôi, chứ còn thực tế thì chả liên quan gì đến cái socket cả. Quay trở lại một chút đi, thì với cái chân socket mới ở trên đây thì chúng ta sẽ có bao nhiêu chân socket. Thì cụ thể với cái socket LGA mới, tổng cộng sẽ có 1718 chân tiếp xúc, so với cái socket AM4 là socket PGA là 1333 chân tiếp xúc, tức là cái số lượng chân tiếp xúc đang tăng lên. Thì cái vấn đề tăng cái chân tiếp xúc này lên thì sẽ có những lý do như nào? Về mặt cơ bản thì anh em sẽ hiểu rằng là những cái mẫu CPU bất kể của hãng nào thì qua từng đời họ sẽ luôn cải tiến về mặt hiệu năng, tức là hiệu năng của đời sau sẽ luôn mạnh hơn đời trước. Thế nhưng đôi khi với AMD, cái socket của họ giữ nguyên rất là lâu, bao nhiêu năm liền. Như vậy nếu như họ cứ tiếp tục nhồi nhân vào thì cái chân socket đằng sau ấy nó sẽ bị gọi là tạo áp lực lên khi mà lượng điện được đẩy vào CPU nhiều mà vẫn gần đấy chân thôi, mà như vậy thì sẽ gây ra cái hiện tượng gọi là nóng CPU lên rất là nhanh. Nên khi mà chuyển đổi sang những cái chân socket nhiều hơn như này thì cái lượng điện sẽ được phân bổ đều ra, thì qua đấy cũng sẽ giải quyết được một phần vấn đề liên quan đến nhiệt năng tỏa ra. Tiếp theo nữa là chúng ta đề cập đến cái phần thiết kế của sản phẩm đi. Thiết kế thì một số anh em nhìn hình ảnh render ban đầu thì trông nó tếu táo, trông nó buồn cười thế, nhưng khi chạm vào thực tế, nhìn sơ qua thì trông vẫn buồn cười thật, nhưng khi mà cầm vào và sờ vào thực tế thì mình thấy là sản phẩm này khá là hay. Cái tấm bề mặt bảo vệ ở đây anh em không nên delete đâu, anh em cứ thế mà sử dụng thôi, thì có cái độ dày mình thấy là dày hơn khi so với socket AM4. Tiếp theo nữa thì cái tấm này được, cái tấm bảo vệ này được đặt trực tiếp lên cái đai CPU nhá, chúng ta vẫn thấy được những khe ở bên trong. Mình không biết là khi mà mình quay anh em có nhìn rõ được không, nhưng đây khi mà mình nhìn thì mình nhìn xuyên qua được luôn, từ đầu này qua đầu kia luôn. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải lưu ý rằng khi mà anh em tra keo thì chúng ta không nên tra keo quá nhiều, bởi vì nó lọt vào bên trong đây với một số những loại keo mà dẫn điện ấy, thì lúc đấy sẽ khá là nguy hiểm đấy. Và bên những cái hãng sản xuất tản nhiệt và bên AMD cũng đã khuyến cáo rằng thay vì là chúng ta chấm rất là nhiều giải các hình ở lên trên CPU thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cái chấm nhỏ bằng hạt đậu, sau đó đặt tản lên thì toàn bộ bề mặt của CPU sẽ được dàn đều hết, và chúng ta sẽ không cần phải lo lắng rằng là liệu chúng ta đã tra nhiều hay là ít keo tản nhiệt hay chưa. Đấy cũng là một trong những cái điểm khá là thú vị. Rồi, chúng ta nói về CPU bên ngoài như vậy rồi, vậy thì còn cái thành phần bên trong như nào, cái hiệu năng ấy, thì đây là CPU AMD Ryzen 9 7950X. Đấy, tức là một trong những cái dòng CPU AMD Ryzen 9 cao nhất rồi, cao nhất mà AMD đã ra mắt tại thời điểm hiện tại nhé. Chúng ta sẽ có một mẫu CPU là 16 nhân và 32 luồng xử lý, xung nhịp đơn nhân cao nhất có thể đạt được là 5.7GHz. Và anh em yên tâm, khi mà anh em chơi game mà sử dụng hay là bất cứ một công việc nào, cái xung nhịp 5.7 này sẽ luôn đạt được nhé, chứ không phải là thi thoảng mới đạt được, bây giờ là sẽ luôn đạt được. Về mặt điện năng tiêu thụ của sản phẩm thì một chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn, bởi vì cái này nó sẽ liên quan đến nhiều khía cạnh, thế nên anh em hãy đề cập đến sau nhé. Và cái phiên bản mình đang có ở đây nó là phiên bản sample thôi, vì thế là anh em nhìn thấy mình sẽ không có vỏ hộp ở đây, tôi gọi là sample thôi, nhưng thực tế ra phiên bản này khác phiên bản chính hãng, chủ yếu là phiên bản chính hãng sẽ đóng hộp đầy đủ và mang để dành cho anh em. Rồi, thì đấy là những cái thông số về mặt cơ bản là thế. Thì cái tiến trình được sản xuất ở trên đây là tiến trình 5 nanomet FinFET và vẫn giữ nguyên cái kiến trúc ngày xưa của AMD, đó là sử dụng hai cụm nhân CCD gộp vào với nhau thành một mẫu CPU có 16 nhân. Điều này thì sẽ giúp cho cái chi phí sản xuất sẽ được tiết kiệm lại.
Ngoài ra thì việc liên kết thông qua cầu nối Infinity Fabric sử dụng những cái băng thông của RAM ở tốc độ cao ấy, thì cái tốc độ sử dụng của CPU cũng khá tốt, bởi vì những cái dòng của AMD socket ARM5 sẽ đều sử dụng RAM DDR5 để có thể sử dụng được. Và vì thế việc chúng ta có hai cụm nhân cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cái hiệu năng khi chúng ta trải nghiệm. Còn về thành phần về RAM, về độ tương thích của sản phẩm, bây giờ thì anh em có thể mua bất kỳ một mẫu RAM DDR5 vào, có thể cắm vào và xài luôn. Lý do vì sao? RAM DDR4 ở trên thị trường thì nhiều, nhưng RAM DDR5 thì không nhiều lắm. Chỉ một số hãng lớn thì họ mới làm RAM DDR5 thôi. Mà những cái hãng lớn như kiểu là Kingston các thứ thì anh em có thể cắm lên luôn. Bởi vì những cái sản phẩm đấy vốn dĩ được thiết kế là tương thích dành cho AMD. AMD chủ yếu chỉ là giảm cái tiến trình thôi, còn những cái thành phần linh kiện khác thì cũng đều khá là ok đấy. Rồi thì đấy là những cái thông số khá là cơ bản đến từ CPU AMD Ryzen 9 7950X. Chúng ta sẽ cần một mẫu main để có thể lắp lên được mà. Thì ở đây mình đang có một mẫu main đến từ Gigabyte, cụ thể mã là X670. Phiên bản Aorus này thì anh em nhìn sâu qua một chút thì cũng thể biết được, thì đây là phiên bản cao cấp rồi. Ở chính giữa nhá, mình xin phép mình không động tay vào. Ngày xưa socket kia của AMD mình động sợ thoải mái, nhưng bây giờ thì không, mình không sờ được. Thì trên đây là cái socket LGA, anh em nhìn thấy được chia ra làm hai phần. Thế nên khi mà anh em sau này muốn trao đổi sản phẩm ấy, thì chỉ cần đậy socket vào, bán lẻ chip hoặc là bán lẻ main, quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mình nghĩ là không đâu, mình sử dụng đồ của AMD bao năm thì còn chả bán, bởi vì tội gì, đang dùng ngon mà máy đang dùng bình thường thì chả ra mình tháo ra cả. Nhìn sâu qua một chút về hình thức thiết kế bên ngoài của sản phẩm là khá tốt. Về những cái khu vực thành phần đi, ở đây anh em nhìn thấy được là chúng ta có 4 khoe RAM. 4 khoe RAM thì đều là RAM DDR5. Những cái mẫu RAM bây giờ anh em mua tối thiểu là được 4.800, còn đâu thì sẽ là 5.200. Thì cả 4 khoe RAM đây thì đều được bọc giáp để có thể gia cố đem sự chắc chắn. Dĩ nhiên rồi, dòng cao cấp, một cái mẫu main của Gigabyte, dòng Aorus mà không được bọc thì hơi ít đấy. Nhìn xuống sâu hơn một chút đi, anh em nhìn những khe PCIe thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe với kích thước X16. Tuy nhiên sẽ có một khe màu trắng. Thì cái khe màu trắng này sẽ hỗ trợ giao thức PCIe 5.0, nhưng mà cái mẫu card trên thị trường hiện tại vẫn cứ là 4.0 thôi. Thế nên đây sẽ là một cái khe chờ để mục đích sau này chúng ta sử dụng vào trong tương lai. Ngày xưa thì chính AMD cũng đã đi đầu trong vấn đề PCIe Gen 4 rồi. Thế nên Gen 5 sau này những cái mẫu card hay là những cái sản phẩm khác hỗ trợ cũng là điều hết sức bình thường thôi. Tiếp theo nữa là đến những cái khu vực tản nhiệt, anh em nhìn thấy ở đây. Đây là cái khu vực dành cho SSD. SSD anh em biết như nào không, có dày một cách dã man luôn. Mình có cảm giác như kiểu bây giờ phải cắm cái SSD Gen 5 ở đây xong tốc độ cực kỳ cao thì cái tản nhiệt này nó mới xứng đáng được. Chứ còn anh em cắm SSD bình thường lên cái tản này thì mình thấy là hơi thừa đấy. Tuy nhiên đấy là cái vấn đề mà mình thấy thế thôi, chứ còn sử dụng thì giáp càng to thì SSD càng mát thì đồ càng bền. Bên dưới thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực được che chắn đầy đủ nữa. Thì ở đây sẽ có tổng cộng là 3 khe SSD để chúng ta có thể cắm thêm vào. Và ở đây là khu vực dành cho chipset. Thì chipset năm nay cũng khá là đặc biệt đấy. Như anh em đã thể nhìn thấy ở đây là sử dụng là 2 chipset và không cần quạt để có thể tản nhiệt. Rồi, chúng ta nhìn sang những cái thành phần linh kiện khác đi. À, quên, có một cái rất hay nhá. Anh em biết điều gì không? Những cái mẫu main mà được đầy đặn như này, mà khi mà chúng ta cắm thành phần linh kiện vào thì không sao, cắm vào đơn giản lắm, cực kỳ dễ thôi. Nhưng khi mà tháo ra, đây mới là câu chuyện khó khăn. Khi mà cái giáp này, đấy, được làm dày. Và cái thứ hai nữa, một mẫu main cao cấp thì những cái thành phần linh kiện sẽ sắp xếp rất khít nhau. Thì làm sao để chúng ta có thể rút được em cao đó quạ nếu mà chẳng may cắm ở đây. À không, phải gọi là chẳng may nhỉ, đang dùng cắm ở đây, rút ra kiểu gì. Thì đây, một cái tính năng khi các bạn đang tích hợp ở đây, anh em ấn nút thì cái khớp đây đã được mở ra, và sau đấy anh em chỉ cần rút cả đồ ảo ra, đấy là xong, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, đây là những cái nói về sơ qua thôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhìn lên cái khu vực bên trên là khu vực cấp điện dành cho CPU, cũng là nơi mà anh em sẽ thường xuyên quan tâm và để ý tới. Đây, CPU khi mà đặt vào đây sử dụng thì điện sẽ được cấp vào thông qua hai cổng cấp nguồn 8 pin, và trong đây sẽ có một khu vực heat sink cực kỳ lớn bao gồm hai thành phần. Một bên đây thì là những cái lá nhôm, bên đây là nhôm nhưng mà là nhôm khối, và được dẫn với nhau bằng một ống đồng, và tất cả đều được sơn đen để có thể là đảm bảo được cái gọi là hình thức bên ngoài được đẹp đẽ nhất có thể. Và cái thứ hai nữa là độ bền cũng sẽ được tăng cao hơn. Thì về cái khả năng tản nhiệt như thế nào thì chút nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Chúng ta hãy nhìn sang một cái yếu tố mà rất nhiều anh em quan tâm. Khi mà anh em sử dụng cái CPU sử dụng AMD socket ARM4 rất nhiều năm rồi, mình nghĩ là phải khoảng bao nhiêu năm, là từ 2016 đến giờ, tính ra là cũng lâu như vậy, thì những cái sản phẩm tản nhiệt khí khi mà đưa ra thì cũng sẽ có rất nhiều những dòng socket hỗ trợ, thì sẽ có tương thích ngược hay không? Và câu trả lời thì
có tương thích ngược nha. Thì anh em nhìn thấy đây, cái phần hệ thống cắm đấy, mặc dù được ghi dòng chữ là AM5, thế nhưng khi mà anh em sử dụng những hệ thống tản của AM4 cắm ngược lên đây vẫn sẽ vừa nhá. Tuy nhiên vẫn có một vài những cái thông tin bên ngoài, dạ, là khi mà anh em sử dụng ấy thì sẽ có hai cái loại tản nhiệt, một bên sẽ sử dụng luôn cái miếng backplate có sẵn ở trên bên, và loại thứ hai là sử dụng backplate rời đến hệ thống tản. Thì những cái hệ thống tản nhiệt nào ấy sử dụng luôn cái backplate ở đằng sau lưng thì chắc chắn sẽ vừa nhá. Cái thông tin này thì được xác nhận là như thế. Còn những cái dòng khác, những cái dòng mà sử dụng backplate riêng thì chúng ta sẽ phải đợi trong tương lai xem, không biết là có vừa hay không. Nhưng mình nghĩ là cũng sẽ vừa thôi. Tại vì mình mượn cũng ít thời gian nên mình chưa có thời gian để test tất cả các loại tản. Thế nên về việc tản nhiệt dành cho CPU mới của AMD thì mình sẽ gửi đến cho anh em trong video khác nhá. Rồi thì như đấy là cái phần hình thức bên ngoài của sản phẩm, những cái hệ thống trông thì hầm hố nhưng sử dụng thì sẽ như thế nào. Thì về mặt cơ bản đi, trong cái thời gian mà mình test ở đây thì mình sẽ lấy cái khía cạnh của mình mà mình xét nhận xét về sản phẩm thôi. Thì mình sẽ nhận xét rằng là những cái sản phẩm được mình đưa ra, những cái thông tin mình đưa đến dành cho anh em là những cái thông tin đã được chọn lọc và những thông tin được tìm kiếm ở trên trang chủ của hãng là những thông tin chính xác. Còn về mặt hiệu năng thì vì đây là một trong phiên bản sample chưa được ra mắt chính thức vào cái thời điểm mình làm video, vì thế cái hiệu năng khi mà anh em sử dụng thực tế hoặc khi anh em mua về một vài tháng sau thì có thể khác đi một chút, hoặc có thể là CPU sẽ mát mẻ hơn này, hiệu năng anh em sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, cái BIOS ấy sẽ tối ưu tốt hơn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ test ở trên hai khía cạnh. Thứ nhất là mình sẽ để default luôn, mình sẽ update BIOS mới nhất. Thì BIOS mới nhất của em này là F7B thì mình sẽ update và mình sẽ cắm default luôn, tức là mình sẽ không can thiệp bất cứ một yếu tố nào vào trong BIOS, mọi thứ là đều tự động khi mà sử dụng. Thì khi mà mình spec test bằng RAM 95, đây là một trong những cái mà anh em quan tâm, thì cái nhiệt độ của CPU sẽ đạt được loanh quanh khoảng chừng 9x. Cái này thì là chuyện bình thường thôi, stress test bằng RAM 95 mà. Và cái điện năng của CPU ăn sẽ rơi khoảng chừng 210W đến 220W. Nhiều anh em sẽ nghĩ rằng một mẫu CPU có 16 nhân tại sao lại tiêu thụ có 200W điện thôi, trông có vẻ trông hơi lạ đúng không? Thì đây là cái mình set default ở trên sản phẩm thì sẽ được như vậy. Và cái nhiệt độ như vậy thì do là mình sử dụng tản nhiệt khí All-in-One RAD 360 đến từ ID Cooling. Thì đây là một trong những cái hệ tản mà mình đánh giá là khá tốt, mình phải chọn giữa vài mẫu tản thì mình mới chọn ra được một em để có thể cắm lên và test. Thì đây là cái nhiệt độ thực tế khi mà mình trải nghiệm được, thì cái nhiệt độ quanh cái khu vực VRM sẽ loanh quanh khoảng chừng 50 độ C và điểm cao nhất là khoảng hơn 60 độ C. Ở đấy thì nằm ở khu vực do CPU tỏa nhiệt ra, thì đấy là kiểu bức xạ nhiệt từ CPU tỏa ra thôi. Còn cái khu vực VRM cung cấp điện dành cho CPU là khá tốt. Tiếp theo nữa thì mình cũng đã có test qua với Cinebench R23 và thông qua V-Ray nữa, thì cái điểm số đạt được theo như mình đánh giá là ở mức tạm ổn thôi. Lý do là gì? Mặc dù được mình update BIOS mới nhất rồi, thế nhưng anh em nhìn cái phần điện không? Anh em thấy có điều gì lạ không? Và phần xung nhịp nữa, xung nhịp như mình đã nói nhé, xung nhịp có thể đạt được là 4.7, nhưng khi mình test chỉ loanh quanh khoảng chừng 5.3 thôi. Cái lý do là cái main để có thể sử dụng cái mẫu CPU này thì sẽ có thêm một phần nữa, đó là mở thêm những cái limit ra, hệ thống điện năng cung cấp dành cho CPU, tức là anh em phải mở ra thì CPU mới có thể bung được hết hiệu năng. Còn như bình thường chúng ta cắm vào thì khi mình đã sử dụng trong một thời gian dài, sử dụng rất nhiều nhân thì sẽ khó thể đạt được cái đấy. Thế nhưng khi mà mình can thiệp sâu vào trong BIOS, mình có điều chỉnh thì cái lúc này hiệu năng sản phẩm đã thay đổi. Vẫn là một mẫu CPU ở trên tay mình. Tuy nhiên khi mà chúng ta trải nghiệm thì lúc này câu chuyện đã khác hoàn toàn, khi mà điểm số trên Cinebench R23 và trên V-Ray cao hơn rất nhiều khi so với chúng ta không mở Unlimited, và cái điện năng CPU tiêu thụ đôi khi có thể đạt được là 300W. Và cái lúc này mình đã nhận ra một điều là cái hệ thống tản nhiệt khí ID Cooling khi mà mình sử dụng gọi là default thôi thì hoàn toàn ổn, nhưng khi mà mình mở Unlimited ra thì câu chuyện lúc này cũng đã rất khác rồi. Mình rất tiếc là không đủ thời gian để có thể thay sang một hệ thống tản khác để có thể test được cái full hiệu năng của em này. Nhưng theo như mình đánh giá, cái điểm số Cinebench R23 đạt được là 38.000 điểm thì chắc chắn là một trong những mức điểm rất cao, mà gần như là cao nhất dành cho những cái mẫu CPU được ra mắt trong cái thời điểm 1-2 năm gần đây. Thì 38.000 điểm là quá khó để có thể đạt được. Và cái khía cạnh nữa, đây là một cái mà anh em, thực ra Ryzen 9 thì mình test thì mình thấy là anh em không quan tâm lắm đâu, đó là chơi game.
thì với CPU đến tận 16 nhân thì cái khía cạnh chơi game là không cần phải bàn cãi. Tất cả những tựa game được mình chơi thì đều tiêu thụ loanh quanh khoảng chừng là 20% của CPU là cao nhất. Tức là cái mẫu CPU này quá khỏe để có thể chơi game. Chúng ta có thể livestream làm thêm một số những công việc khác cũng không thể nào ăn hết được cái hiệu năng của cái mẫu CPU này có thể đem lại. Mạnh mẽ chứ nhỉ? Tiếp theo nữa, đấy, khía cạnh chơi game hoàn toàn ổn, không sao. Còn cái khía cạnh làm việc, khi mà chúng ta sử dụng những cái phần mềm như Blender thì ở đây mình đã có sử dụng một mẫu card đồ họa là RX 6700T, full một combo đến từ AMD luôn, thì mình cũng đã có cái tận dụng sẵn luôn cái hiệu năng của em card đồ họa. Thì cái hiệu năng khi mình sử dụng Blender là khá tốt, cũng có thể nói là do cái project của mình không quá nặng, thế nên khi mà mình trải nghiệm mình vẫn cảm nhận được những cái sự mượt mà ngày xưa mình trải nghiệm trên dàn máy của mình chắc chắn là không thể có, bởi vì là mình dùng Ryzen 5 khá cổ rồi nên cũng không thể đạt được cái sức mạnh vốn như vậy. Thì trên đây là những cái đánh giá nhanh của mình về cái dòng CPU mới của AMD. Thì với cái dòng Ryzen 9 7950X là một dòng CPU khá mạnh, và để có thể test được hết cái hiệu năng ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ cần thêm một cái video khác. Mình sẽ ép xung sản phẩm này và mình sẽ ép xung bằng nitơ lỏng thì sẽ mang lại được cái hiệu năng gọi là sử dụng được tốt nhất. Chứ còn sử dụng tản nhiệt khí thì mình nghĩ là sau này khi mà tối ưu BIOS thì hầu như cái hệ thống tản nhiệt 360 nào cũng có thể sử dụng thôi. Những cái bản BIOS ban đầu thì cái nhiệt độ hay là cái điện năng tiêu thụ nó biến động một chút thì mình thấy là chuyện hết sức bình thường. Ở đây thì mình đã không đưa lên cho anh em cái lúc mà mình chưa update BIOS đâu. Lúc đấy thì cái hiệu năng nó nhảy còn bụt cười hơn nữa cơ. Đây là mình update rồi mới mang đến dành cho anh em. Và trong tương lai, trong khoảng chừng 3-4 tháng nữa, theo như truyền thống của AMD thôi, thì sau cái khoảng thời gian đấy, anh em liên tục update BIOS. Càng update BIOS thì sản phẩm sẽ càng tốt, CPU sẽ càng mát mẻ, càng ổn định. Và khi sử dụng, cái hiệu năng mang lại cũng càng cao. Anh em nhớ nhé, một mẫu CPU có 16 nhân, xung đơn nhân 5.7, và AMD làm được điều đấy rồi đấy. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.